Thái Lan phạt cực nặng 5 thành viên ẩu đả ở chung kết SEA Games 32. Liên đoàn bóng đá Thái Lan, FAT, đã hoàn tất điều tra và đưa ra án phạt nặng cho những cá nhân tham gia hỗn chiến ở chung kết SEA Games 32. Theo nguồn tin từ tờ Siam Sport, Thái Lan, Ủy ban điều tra sự thật do Trung tướng Anwar Nimano đứng đầu đã có kết luận về vụ ẩu đả trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22, Thái Lan và U22 Indonesia diễn ra hôm ngày 16 tháng 5. Cụ thể, có 5 thành viên của U22 Thái Lan gồm 2 cầu thủ và 3 trợ lý đã tham gia vụ hỗn chiến. Theo Ủy ban điều tra sự thật, hành động của những cá nhân này đã làm ảnh hưởng lớn tới uy tín và danh tiếng bóng đá xứ Chùa Vàng nên cần phải đưa ra án phạt thích đáng. 3 thành viên của ban huấn luyện U22 Thái Lan là ông Prasat Chok Chokmo, huấn luyện viên thủ môn, cùng 2 trợ lý Majmadada và Pachawut Wangsweet sẽ bị cấm tham gia hoạt động của các đội tuyển quốc gia trong 1 năm. Trong khi thủ môn Sophonwit Rakyat và cầu thủ dự bị Terapak Runa bị cấm tham gia các đội tuyển Thái Lan trong 6 tháng. Nói về điều này, phía FAT cho biết, do 2 cầu thủ còn trẻ, có lý do chính đáng để nhận được sự thông cảm nên án phạt này là phù hợp. Trước đó, trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32, trọng tài chính đã phải rút ra tới 7 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng. Về phần U22 Thái Lan, không chỉ mất huy chương vàng SEA Games, trận thua U22 Indonesia còn khiến nội bộ vòi chiến trở nên hỗn loạn. Mới đây, huấn luyện viên Isara Sritaro bị kêu gọi từ chức sau thành tích không tốt của đội nhà tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023.